shop phụ kiện PC Tú Anh lại xin kính gửi một lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê PC nhé. Tiếp tục là những video giới thiệu về những mẫu súng hơi, súng nén khí để cho anh em tham khảo lựa chọn về đi săn. Ngày hôm nay thì ở bên shop sẽ lên giới thiệu đến cho anh em và trả hàng đến hai bác khách đã tin tưởng và đặt hàng bên shop nhận qua hình thức là lắp ráp căn chỉnh gửi xe nguyên cây về chỉ việc chơi. Thì đầu tiên có trả hàng đến anh khách người Khánh Hòa Mã V62 là 6 triệu 900 nghìn Là một khẩu fxqk 2 Cấu hình tầm trung nhá Đấy, 6 triệu 900 Tiếp đến là một khẩu cô đô thẳng dài Cấu hình cao V63 9 triệu 500 ngàn Là của anh khách người Tây Linh nhá Đấy. anh khách người Tây Linh vào nhận hàng nhá. Em đã lắp ráp test chuẩn chỉ cho bác rồi. Sau khi uh, làm một video giới thiệu và trả hàng cho anh đăng lên kênh thì em sẽ đóng gói gửi hàng cho bác nhé Khi làm mà anh em và các bác nhận được hàng thì em sẽ đăng cái tải cái video này trên lên trên kênh. Nên là anh em uh, thông cảm nhé uh, Video thì em chỉ gửi cho trả hàng cho anh em thôi. Chứ còn uh, video đăng tải trên kênh là uh, anh em phải nhận được hàng Thầm rồi em mới gửi các bác nhé Nên anh em uh, yên tâm tuyệt đối về độ an toàn các bác nhé Yeah, bên em là một đơn vị bán hàng chuyên cung cấp tất cả những phụ kiện liên quan đến dòng súng hơi, súng nén khí cho anh em chơi Hỗ trợ anh em là lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe nguyên cây về chỉ việc chơi Anh em có thể là mua phụ kiện nẻ, van, bình, uh, quy, cành, kính giảm Em gửi COD tận nhà cho anh em Hoặc là anh em có thể là lắp ráp cho mình một khẩu hoàn thiện Thì bên shop sẽ là lắp ráp, test chuẩn chỉ, căn chỉnh, ok, cự ly cho anh em Rồi đóng là một gói hàng gửi cho nhà xe Đấy cái này uh, gửi qua nhà xe thì em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe, tiền phí vận chuyển, tiền công lắp ráp. Bởi vì gửi xe đi là bên shop sẽ là gửi nguyên một cây như thế này. Đấy. Đây là hàng hóa nó sẽ là gửi đi cho anh em thì trên đường vận chuyển là nhà xe nó sẽ lo luật lá này để làm sao anh em nhận hàng được an toàn thì tiền cước vận chuyển nó sẽ hơi cao. Nên anh em phải hỗ trợ thêm uh, một ít gọi là đôi bên cùng hỗ trợ để làm sao mà anh em nhận hàng được an toàn mà bên em gửi đi nó được uh, bảo mật các bác nhá. Đấy. Mua bán thì anh em cứ gọi điện cho bên em qua hai số điện thoại này cho em. Đấy em mua bán thì cứ gọi điện trực tiếp qua hai số này hoặc kết bạn zalo số 0977 953382 em sẽ tư vấn thêm gửi hình ảnh này video này để cho anh em có thể là tham khảo và lựa chọn anh em ưng mẫu nào thì bên em sẽ nhặt đồ và lắp ráp lên cho anh em cây tầm như vậy đúng nhá không có sẵn đâu rất nhiều anh em gọi điện đến bảo cho xem trực tiếp cái này kia anh em nào mà đặt đồ thì bên em mới lắp ráp mới căn chỉnh ví dụ anh này đặt đồ cây thế này thì bên em lắp ráp lên uh, căn chỉnh ok rồi quay video hoặc chụp ảnh lại trả hàng anh em chứ không có sẵn các nhá đấy, chỉ có đồ phụ kiện sẵn thôi chứ không có những cây những khẩu sẵn đâu đấy nên là anh em à, mua bán thì cứ yên tâm bên em sẽ làm cho anh em chuẩn chỉ và anh em chỉ chơi thôi nhá còn nó quay lại sản phẩm ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em thì đây là hai mẫu mà ngày hôm nay hai bác khách đã tin tưởng và đặt hàng bên shop có một khẩu cô đô thẳng dài và một khẩu FXQK2. Thì ở đây là một khẩu FXQK2 mã V62. Đấy. Sử dụng của nó là một bộ combo quy. Quy của nó là QK2 các bác nhá, quy cải tiến của dòng quy sói. Chơi rất chi là ok luôn, hơi hiếc không chỉ sọt. Búa của nó đã cải tiến hơn là anh trình búa của nó sẽ không bị đập quy. anh em nhá. Chốt an toàn, qua sụp cho anh em. Đấy. Bán gấp rút này. Đấy, kèm theo đấy là đi theo đó là van điều áp của nó em sẽ lắp là khớp Z vòng nghìn và van cờ kết rất chỉ khỏe luôn Bình nhôm 0.42 đế tròn à, Giảm âm Sliper ôm cành Cành tây cao công à, 10 khương tuyến Có thể là chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung à, Cành này thì là bản đủ 20 inch các bác nhá Đấy dài 50 cm Lắp từ à, uh, tiện sẵn sơ mi Lắp từ đầu quy đến uh, đầu giảm này là 50 cm các bác nhá Kính ám Dicco Verdi VTG 3 chữ 9 đến 40 AC kính này thì có đèn hồng tâm Ấn buổi tối cho anh em đây đấy, nút đèn tâm đây em có thể xoay xanh đỏ tùy các bác nhá đấy, kính này thì cực kỳ sắc nét rồi 6 triệu 900 là một khẩu hoàn thiện như thế này và tặng kèm cho anh em và các bác đó là một kg kẹo trì để về chơi trải nghiệm một kg nó sẽ bao gồm là ba hộp như thế này các bác nhá đấy anh em nào mà muốn nâng cấp thêm cấu hình ví dụ thay lên kính beta này hoặc là thay cành thay van thay uh, bình như thế nào thì có thể báo bên em Em có thể là lắp van đờ đêm, hoặc là van có kết cấp dây 1000 như thế này thì cũng được không sao. Đấy, van này thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy, van đờ thì nó lại được cái là nó chỉnh áp ngoài. Anh em muốn điều chỉnh áp để chơi slung lung thì có thể chỉnh áp ngoài các bác nhá. Đấy, 6 triệu 900 này. Tiếp đến là mã V62 là 9 triệu 500 ngàn. Thì đây là một khẩu condo đô thẳng dài, cấu hình cao. Anh em có thể vụt mồi cự ly là trên 100 mét các bác nhá. Thì cấu hình ở đây hiện tại em đang lắp đây là một chiếc bình carbon 0.5 này. Van cricket bản chuẩn công ty này. Combo khung gò ruột tay cầm gỗ này, khung là khung vuông, tay cầm gỗ sạc uh, cừ đẹp. Giảm âm sumo định tâm liền khối, cành t cao công. kính uh, ngắm Marco hàng FFP chống rung chống giật, chống nhảy tâm, tâm số tâm khắc kính. Có bánh xe chỉnh nhét cho anh em đây. Đấy. Mẫu này thì là 9 triệu 500 ngàn. Cũng tặng kèm cho anh em và các bác. Đó là 1 kg kẹo trì. Về anh em chơi trải nghiệm. Thì anh em nào mà muốn nâng uh, cấp hay hạ thấp cấu hình như thế nào thì cứ báo bên shop, bên shop sẽ uh, lắp ráp cho các bác nhé. Nói chung là bên em là lắp ráp theo yêu cầu của anh em. Anh em muốn lắp cây tầm bao tiền, cấu hình như thế nào thì uh, bên em sẽ lên cấu hình như uh, như vậy cho anh em các bác, để làm sao mà phù hợp với túi tiền của anh em. Anh em có thể là về đi chơi, Đấy. mình có điều kiện kinh tế tầm trung thì mình lắp cây tầm trung, mình có điều kiện kinh tế uh, khá giả thì mình chơi cấu hình cao lên một tí, Đấy. để ổn định nó cao hơn. Nói là cấu hình chung thôi nhưng cứ bao cho anh em vụt mồi cứ đi trên 100 m quay đầu có nhá. Đây. Ví dụ như cây V62 này thì cứ bao cho anh em các bác là vụt mồi cự ly là 100 m quay đầu tha hồ các bác nhá. Thì video ngày hôm nay lên giới thiệu và trả hàng đến hai khách 2 à, hai khẩu ngày hôm nay. Xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé